Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai khắp toàn quốc. Kính thưa quý vị, cái xe cây trước mắt quý vị đó là xe cây của bác Thọ. Bác Thọ là chủ tịch cây cảnh Hà Nội và phó chủ tịch Trung ương Hội cây cảnh Việt Nam, lãnh đạo mang những tác phẩm gần như là to nhất to nhì về với triển lãm Phúc Thọ. Về đây thì thấy tác phẩm này xếp vào hàng nhất nhì của triển lãm về cái độ lớn quý vị nhé. Thì quý vị hãy chiêm ngưỡng cái quá trình mà di chuyển hạ tác phẩm xuống triển lãm. Khủng khiếp quý vị ạ, một cây cổ. Bác ơi, chào bác. Bác mang một cây khủng nhất nhì triển lãm, gần như nhất nhì triển lãm bác nhỉ. Tôi đang sướng chả muốn đi khổ quá này, vất vả. Đấy, cảm ơn bác. Đấy, lãnh đạo phải như thế chứ quý vị. Lãnh đạo này là người đi tiên phong này, mà những cây to nhất, vất vả nhất. Ra đây ngắm đã lắm quý vị ạ. Quá trình cẩu những tác phẩm này rất là vất vả quý vị ạ. Tác phẩm này khá là to quý vị ạ. Cao từ mặt chậu lên thì khoảng gần 2 mét. Cái bộ bóng tàn này thì phải tầm rộng phải tầm 4 mét quý vị ạ. Tác phẩm của bác Thọ đã được đặt xong quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng một cây xanh cổ. Ra đây ngắm mới cảm nhận được cái đường nét quý của tác phẩm. Ngắm mãn nhãn quý vị ạ. Quý vị nhìn chân bệ mới khủng khiếp làm sao. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tác phẩm này quý vị ạ. Hình như lần đầu tiên bác Thọ mang chiếc tác phẩm này đi chơi triển lãm. Một tác phẩm xanh quê quý vị nhé. Cái xanh quê rất dài. Cái tuổi đời tác phẩm này thì khó mà đoán được, phải tính hàng trăm năm. Quý vị nhìn những cái đường nét này, những cái điểm hóa của tác phẩm. Quá dã man. Thì cái thưa quý vị, tả cây đẹp mà dùng cái từ dã man, nhưng mà không biết dùng cái từ gì để tả đâu. Bởi vì nó già khủng khiếp. Quý vị nhìn cái thân chính này, thân chính mà đã thân chính đã chết một phần. Thì quý vị đủ hiểu là cái tác phẩm già như này. Và đây quý vị nhìn cái điểm quý này, vô số những cái điểm quý, cái điểm thiên nhiên ban tặng cho tác phẩm. Thưa quý vị, tác phẩm của bác Thọ đã được kê xong, bác Sa Đức Huy sẽ tiến lại gần để trò chuyện với bác. Bác ơi, bác đóng góp với triển lãm Phúc Thọ mấy tác phẩm hả bác? Mang 4 cây lên, 4 cây. Anh em vâng. Góp vui, vừa phong trào vừa góp vui. Vâng.
Thì bác với cái góc nhìn của lãnh đạo Trung ương Hội Cây cảnh Việt Nam thì bác đánh giá sao về cái cuộc triển lãm Phúc Thọ này? Ở cái Hà Nội thì cái hội xung cảnh Phúc Thọ ấy là một trong cái thành viên rất là lớn, vâng, cũng rất là tích cực của xung cảnh Hà Nội. Thế thì ở cái vùng gọi là xứ Đoài ấy, phía tây Hà Nội ấy, thì nó có hai cái đơn vị, một là hội xung cảnh tỉnh Sơn Tây. Vâng ạ. 27 năm nay năm nào cũng tổ chức. Đấy. Và tiếp nối cái truyền thống của Sơn Tây, của xứ Đoài. Vâng. Cái vùng đất rất là nhiều tiềm năng ấy, thì hội ngành Phú Thọ 4 năm nay liên tục năm nào cũng tổ chức triển lãm về sinh vật cảnh. Vâng. Thì sinh vật cảnh của huyện Phúc Thọ nó có đặc thù là được chính quyền huyện ủy, rồi là ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc rất là ủng hộ. Vâng. Cho nên dành cho rất nhiều các cái quan tâm đến hội cảnh Phúc Thọ, nên dành cho cả cái sân vận động. Vâng. Trưng bày sinh vật cảnh. Vâng. Thế thì ngoài cái sự hỗ trợ rất là tốt của chính quyền ra thì đại diện cho hội hình cảnh là anh Hùng ấy thì rất có uy tín và là cán bộ của hội, ban chấp hành hội cảnh thành phố Hà Nội, rất có uy tín trong cái giới cây cả nước. Nên là khi mà Phúc Thọ tổ chức triển lãm thì đã kêu gọi được rất nhiều các anh em chơi cây ở khắp các tỉnh của cả nước, không riêng miền Bắc đâu, cả miền Trung, miền Nam cũng mang cây rồi là người ra thăm. Cho nên cái điều đấy là cái điều hết sức trân quý, mà cũng thay mặt cho hội sinh cảnh Phúc Thọ nói riêng và nói chung là rất là cảm ơn. Vâng ạ. Tất cả các anh em chơi cây, sưu tập cây cảnh ở nước đã về Phúc Thọ này dự cái hội lễ hội sinh vật cảnh triển lãm của Phúc Thọ lần thứ tư này. Vâng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, cho cảm ơn bác nhé. Thay mặt quý vị yêu cây gần nước một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác. Quý vị vừa được nghe bác Thọ. Thọ là chủ tịch của cây cảnh, hiệp hội cây cảnh Hà Nội và là phó chủ tịch của cây cảnh Trung ương Hội Cây cảnh Việt Nam. Thì bác có mang tác phẩm, 4 tác phẩm về với triển lãm Phúc Thọ, và bác có những cái đánh giá chia sẻ về phong trào nơi đây. Thì kính thưa quý vị, bác Sa Đức Huy cái thước phim chia sẻ những tác phẩm của bác Thọ tại triển lãm về với triển lãm Phúc Thọ đến đây xin phép tạm dừng video đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.